Chào các bạn, mình là Chen và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ Pioneer DJ, đó chính là loa VM50. Thì loa VM50 là loa nằm ở trong VM series vừa được Pioneer DJ ra mắt cách đây không lâu. Thì hôm nay thì mình có một cái loa VM50 ở đây và một cái loa HDJ50X ở đây. Thì cái mới là VM, còn đời cũ là SDJ, để có thể so sánh với các bạn về ngoại hình, về chất lượng âm thanh cũng như là tất cả mọi thứ mà cái loa VM50 này có. Điều đầu tiên mà mình ấn tượng khi mà nhìn thấy cái loa này đó chính là thiết kế của loa rất là đẹp. Từ những cái đèn báo hiệu tới những góc cạnh được thiết kế rất là chỉnh chu và chi tiết. Điểm khác biệt đầu tiên của VM50 và SDJ50X đó chính là mặt trước của VM50 được thiết kế với một cái lớp kim loại aluminum dày 4mm. Thì cái lớp kim loại này ngoài cái việc là trang trí và để cho đẹp ra thì nó còn có tác dụng là giúp cho loa chống rung động tần số nhưng mà vẫn mang lại được cái âm thanh trung thực nhất. Khác với lại cái loa SDJ50X là mặt trước bằng nhựa và ở cái mặt kim loại đằng trước thì các bạn có thể thấy là có 6 con ốc ở đây. Thì các bạn có thể tháo cái mặt kim loại này ra và custom lại hoặc là dán decal hoặc là dán skin lại để cái loa của mình nó màu sắc hơn, nó đẹp hơn và phù hợp với mình hơn. Đối với lại dòng VM50 thì VM50 có thêm một màu đó chính là màu trắng như ở bên kia các bạn có thể thấy. Nếu như thứ hai đó chính là họng hơi của SDJ50X đó chính là nằm ở ngoài trước, còn của VM50 là ở ngoài sau. Về màn loa thì cấu tạo của màn loa VM50 là sợi aramid được cải tiến, khác với lại sợi aramid truyền thống của SDJ50X là màn loa nhẹ hơn 30% so với lại trọng lượng của màn loa truyền thống và nó có độ bền và đảm bảo cho âm thanh ra được chắc và được trung thực nhất. Đối với VM50 thì cái độ rộng của tuner với lại độ rộng của cái màng woofer dưới là bằng nhau để đảm bảo được tính đồng nhất khi mà các bạn nghe nhạc dù là to hay nhỏ, ở không gian phòng rộng hay là hẹp. Ở ngoài sau thì chúng ta sẽ có cổng input XLR và TRS được tích hợp lập một, cổng input RCA và nút cân chỉnh volume. Thì nút cân chỉnh volume ở VM50 nó có những cái nấc rất là nhỏ để chúng ta có thể cảm nhận được sự chi tiết khi mà điều chỉnh năng lượng cho cái loa của mình không có bị quá to. Kế đến nó sẽ là auto standby, một tính năng cho phép mình cho phép loa vào chế độ standby khi mà không sử dụng. Tiếp theo sẽ là DSP control. DSP control là một tính năng cho phép mình thay đổi các chế độ của loa để phù hợp với lại sở thích nghe nhạc của mình hoặc là phù hợp với lại căn phòng mà mình đang sử dụng. Như các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta có 4 chế độ cho phần low DSP, 4 chế độ cho phần 2 DSP và tổng cộng chúng ta có tới 16 chế độ khác nhau để chúng ta có thể điều chỉnh cái loa để phù hợp với lại phòng và cái cảm nhận âm nhạc của mỗi người. Và đối với lại VM50 thì chúng ta sẽ có một cái công nghệ được tích hợp ở trên loa, đó chính là công nghệ Vortex. Thì cái công nghệ Vortex này khi mà mình nhìn vào thì nó sẽ có những cái đường gân ở xung quanh cái họng loa như thế này, thì nó sẽ mang lại cái cảm giác cho mình là cái hơi khi mà được đẩy ra nó sẽ được khuếch tán rộng hơn và sẽ mang đến một cái âm trầm lực lưỡng và dày đặn hơn. Và ở đây là mình có hai cái loa SDJ50X và VM50 đang có cùng một chế độ mặc định và cùng một mức âm lượng giống nhau. Ở trên mixer DJ450 thì mình cũng sẽ có hai cái gain bằng nhau và master được để ở mặc định. Ngoài ra thì mình sử dụng một cái micro zoom H5 để ở chính giữa và đối diện loa để thu được âm thanh của cả hai cái loa SDJ50X và VM50 để cho các bạn có thể so sánh. Thì các bạn có thể nghe headphone hoặc là đeo tai nghe vào để có thể cảm nhận được rõ hơn về chất lượng âm thanh của hai cái loa này.
Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng tính năng isolator của VGM450 để cắt những cái tần số và cho các bạn nghe rõ hơn những cái tần số riêng biệt của hai cái loa. Đầu tiên là phần low. Đó là phần mid. Cuối cùng là tần số 2. Và vừa rồi thì mình đã có so sánh âm thanh giữa SDJ-50X và VM50. Bây giờ thì mình đang có một cặp loa VM50 ở đây và mình sẽ tiến hành mở và cho các bạn nghe qua thử những cái chế độ cài đặt DSP Control ở sau lưng này. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu các bạn về VM50 và so sánh sự khác nhau giữa VM50 với lại SDJ-50X. Và hiện tại thì VM Series đang có mặt tại công ty Bảo Dương số 531, 533 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 và công ty G-Music số 649 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3. Các bạn có thể đến đây để trải nghiệm thực tế cái sản phẩm loa Series VM này. Và các bạn có thể tham khảo giá trực tiếp ở trên website của G-Music, của Bảo Dương và của Pioneer DJ Việt Nam Center. Một lần nữa mình là Chen, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.